Cụ thể, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại quận Hà Đông. Về cơ bản, cơ quan quản lý đã hoàn thành công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật các hạng mục, đạt khoảng 90% khối lượng, hoàn thành hơn 200 trên tổng số 426 trụ cầu trên toàn tuyến, triển khai thi công 7 nhà ga trong tổng số 12 nhà ga, gồm La Thành, Đại học Quốc gia, Vành đai 3, Thanh Xuân, Bến xe Hà Đông, Hà Đông, La Khê, đang thi công xử lý đất yếu trong khu depot. Tổng thầu đang thực hiện đấu thầu lựa chọn đơn vị cung cấp các đoàn tàu tại Trung Quốc, đã hoàn thành xây dựng đề án và kế hoạch đào tạo nhân lực quản lý, vận hành, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.